Ok, đây là cái máy xay công nghiệp mà mình vừa mới sắm này. Đây là tên của cái máy này. Chị bật lên. Cái điểm thích nhất của cái máy này là mình thấy là cái tiếng của nó ấy, nó kêu nó khá êm ái các thứ. Cảm giác như máy công nghiệp nhưng mà cái tiếng kêu nó rất là dễ chịu nhá. Mọi người có thể nghe tiếng của nó. Em cứ cầm ngược lại sao ấy, để lấy cái đầu kia chứ. Hai đầu đầu làm em đổ hết cái này lên trên đây rồi xong em thả thả dần dần xuống hay tốt hơn. Đây này, bây giờ em cho hết tất cả thật nhiều lên trên. Đấy, đây là tất cả cái máy bên ngoài toàn bằng inox và cái cục phía trước này nó cực kỳ nặng luôn, cầm chắc đét lên chắc khốp luôn đấy, là cũng thấy rất là chắc chắn. Mình xay một lần hay xay hai lần? Xay một lần là thoải mái rồi. Ok, tiếp tục nha, hiện giờ là đang chưa bật máy, không có tiếng thứ gì cả đấy. Xong em bật máy. Đây là cái tiếng của máy. Hơi có gì gì chút nhé, có thể là lúc tại vì mình mới mua lần đầu ấy.